Xin mến chào cô chú chị, chào mừng cô chú chị đã quay trở lại với kênh Bảo Điền Bất Động Sản. Em là Điền đây. Hiện tại em Điền đang có mặt ở tại ngay trung tâm xã Bưng Riền anh chị ha. Trong xã Bưng Riền thì mình có một cái du lịch ha, du lịch đó là biển Hồ Cốc anh chị. Đó. Và hiện tại em Điền đang có mặt trên tuyến đường quốc lộ 55 ha. Và hướng trước mặt em Điền quay đây là mình đi thành phố Bà Rịa nè, cũng như là đi Sài Gòn, đi Đồng Nai vân vân. Từ đây mà di chuyển lên Sài Gòn thì khoảng đâu 2 tiếng đồng hồ à. Đó. Và cũng như là Sài Gòn di chuyển về đây ha. Đó, cung đường này thì giao thông rất là tấp nập anh chị ha. Đó. Ngay trung tâm là đó, phía trước là chợ Bưng Riền rồi chị. Đó, và đây là Ủy ban Nhân dân và trạm y tế Bách Hóa Xanh. Vân vân, không thiếu gì anh chị ha. Đây bưu điện có này. Đó, và hướng ngược lại mình đi biển Bình Châu anh chị ha. Xã Bưng Riền thì giáp với lại xã Bình Châu rồi, đi khoảng đâu đó vài cây số thôi là mình đi ra tới Bình Châu rồi anh chị ha. Đó, suối nước nóng Bình Châu rồi đó anh chị ha, đi hướng này ha. Đó. Và sẵn đây em Điền cũng xin được giới thiệu tới cô chú chị một bất động sản rất là gần đây ha. Cách quốc lộ 55 thì khoảng đâu vài trăm mét thôi. Và giá gia chủ đang thực sự đang từng bán nha. Đó, rất là kẹt, dường như là giá này là đang ngợp luôn, không có cái giá nào tốt hơn trên thị trường luôn anh chị ha. Đó. Thì nói chung là em Điền cũng đi công việc bên này, chủ gửi bán mới đây thôi nên là em Điền quay vội anh chị. Cũng không có đem theo máy quay hay là livecam gì hết để em quay cho cô chú chị, nên là em Điền lấy điện thoại ra quay vội luôn ha. Trước là có chiếc xe mình di chuyển về cái hướng biển Hồ Cốc anh chị. Đó là đường xuyên rừng anh chị ha. Đó. Đi xuống biển Hồ Cốc khoảng là 5 km thôi, rất là gần biển ha. Đặc biệt cái bên Bưng Riền này có một cái rừng nguyên sinh đó thì thật ra là khí hậu ở đây rất là mát anh chị ha. Rồi bây giờ em Điền sẽ từ ngay quốc lộ 5 này em Điền di chuyển vào bên phía bên tới vị trí bất động sản của mình nha. Rồi xin mời cô chú chị theo chân em Điền. Đó, bên cô chú chị nhớ nha, bên hông bưu điện có cái đường chạy vô nha anh chị nha. Cái ngã ba thứ nhất mình bỏ đi ha, và tới cái ngã ba tiếp theo, ngã ba thứ hai mình sẽ rẽ bên tay trái đó. Đây tới ngã ba thứ hai rồi anh chị. Bây giờ đây em đi chạy vô đây thì khoảng vài chục mét thôi là tới bất động sản mình rồi. Khu dân cư rất là đông anh chị nha, ở đây thì điện nước đầy đủ rồi, đang sử dụng là nước sạch ha, nước máy đó, ô bàn cờ anh chị ha. Đó, nói chung là quy hoạch ở đây rất là đẹp đó, đường xá rất là đẹp luôn anh chị, đường nhựa mới trải luôn ha, rộng khoảng là 8 mét đó. Và đây anh chị, bất động sản mà Điền muốn giới thiệu tới đây là nằm ngay đây anh chị, đang có hướng nam anh chị nha, gió đón cái hướng đón gió và hướng nhìn ra biển luôn anh chị. Cách đây đường chim bay khoảng vài trăm mét thôi là ngay cái đường, ngay cái chỗ rừng nguyên sinh rồi anh chị ha. Điền không có lay cam nên không có quay được cho cô chị thấy cái rừng đó. Nói chung rừng đó rất là lớn ha, và cái khí hậu của rừng đó lan tỏa ra cái xã này rất là mát anh chị. Diện tích Điền sẽ cung cấp những thông tin cơ bản trước ha. Diện tích của mình là ngang là 7m8 và sâu là 38, gần 39m ha. Và có là 50 thổ cư rồi, hiện tại là quy hoạch khu dân cư, mình có thể lên thêm thổ cư theo cái nhu cầu của mình sử dụng nha. Đó. Hướng này thì hồi nãy em Điền có chạy vô đó, ra quốc lộ 5 này, phải ra quốc lộ 5 và trái là mình đi được khu dân cư và đi được cái đường xuyên rừng đó chị ha. Đó. Khoảng vài trăm mét thôi, nói chung là tiện ích tiện nghi rất là đủ ha. Đó. Xuống biển cũng gần ha. Đặc biệt cái xã Bưng Riền này thì về cái việc mà làm nghỉ dưỡng và làm homestay cho thuê này kia cũng rất là hot đó nha anh chị. Đó. Và giá đang cần bán, giá gia chủ mình đang cần bán là em Điền báo luôn ha. Và giá đang bán là 1 tỷ 8 anh chị. Có thương lượng nha anh chị nha. Nói chung là thương lượng chắc cũng không được nhiều đâu ha. Hướng đây, đường xá rất là đẹp ha. Phía trong đất thì mình cao ráo. Đất rất là tốt luôn. Có tường rào đồ đầy đủ rồi ha. Đó. Rào B40 này. Có cổng luôn ha, có cổng cửa luôn này. Đó.
Nói chung là về cái vấn đề mà ranh giới thì không phải lo về vấn đề ranh giới hay là tranh chấp này kia rồi ha. Đó, đất đủ cho mình. Khu dân cư đông ha. Rồi cô chú gì nào mà quan tâm đến bất động sản này liên hệ em Điền nha, em Điền sẽ dẫn cô chú chị đi xem thực tế bất động sản này. Đó. Và thậm chí nữa mình sẽ gặp trực tiếp chủ để thương lượng thêm ha. Và em Điền xin được kết thúc video clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú chị.